Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, tại địa bàn xã Tân An, huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ cướp tài sản của người đi đường. Đối tượng thực hiện hành vi là Bùi Như Thắng, sinh năm 1991, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. Quá trình thực hiện hành vi và bỏ trốn thì đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm là dao phay. Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt. Chỉ sau 2 giờ gây án thì đối tượng Thắng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn. Hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2024, chị Bùi Thị Huy ở xã Tân An, huyện Thanh Hà điều khiển xe máy đi làm. Khi đến khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Hời, xã Hồng Lạc, thì gặp Thắng đứng ở rìa đường, tay cầm một túi ni lông màu đen, vẫy tay xin đi nhờ. Thấy vậy, chị Huy dừng xe và đồng ý cho Thắng đi nhờ. Khi đi được khoảng 500 mét đến khu vực vắng người, Thắng bất ngờ rút trong túi ni lông một con dao phay dí về phía cổ chị Huy, đồng thời yêu cầu chị Huy xuống xe. Thấy vậy, chị Huy sợ hãi xuống xe thì đối tượng nhanh chóng lấy xe của chị rời khỏi hiện trường. Khi lấy xe thì chị có đồng ý không? Chị xuống xe. Chị xuống xe làm sao chị xuống xe? Thôi chị nói thì là do em nghiện không số, xong em cứ tới em kéo xe. Thế em làm gì mà chị xuống xe em cầm cái gì? Tay em cầm túi bóng và con dao. Thế xong rồi chị xuống xe là chị xuống xe đúng không? Đúng rồi. Thế sau khi em điều khiển xe đi thì chị có hô hoán hay không? Chị nói cướp. Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, nhanh chóng triển khai phương án truy bắt đối tượng. Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, phát hiện Thắng đang điều khiển chiếc xe là tang vật cướp được, đang đi tại địa bàn các xã Nam Đồng và phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Các mũi truy bắt đã tập trung lực lượng, áp sát, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án. Xác định nó là vụ việc rất nghiêm trọng, nên công an huyện cũng đã tập trung lực lượng, phương tiện cũng như phối hợp với phòng PC02 đã truy bắt được đối tượng trong thời gian ngắn nhất, cũng như là ngăn chặn những cái hành vi có thể xảy ra tiếp theo. Khi phát hiện tổ công tác thì đối tượng Bùi Như Thắng đã cầm dao chống trả lại tổ công tác, thì bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần là quyết tâm bắt giữ đối tượng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, thì chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và vây bắt giáp bắt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng và lực lượng tham gia bắt giữ, đồng thời là thu giữ toàn bộ cái vật chứng, tang vật của vụ án để đảm bảo cho quá trình điều tra xử lý đối tượng tiếp theo. Việc kịp thời xác minh, truy bắt đối tượng đã giúp ngăn ngừa được các tình huống nguy hiểm tiếp theo cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên xe còn tài sản không?